Hello Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Annie Bây giờ mình sẽ đọc tiếp tập 161 của Tô Minh Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện Và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie Sợi tóc bị gió thổi Thế giới không có công bình thực sự Giống như lời của Tô Minh đã từng nói ở Ngọc Gia Hắn đã sớm nhìn thấu cái gọi là công bình Nếu không có công bình Vậy thì mạnh ăn thịt yếu là một quy tắc vĩnh viễn không thay đổi trong cõi trời đất. Giống như lúc trước tà nhãn bị ách thương tập kích, vào lúc đó yếu ớt nhất, bị lấy đi thần thể giao cho diệt sinh lão nhân, rồi lấy cơ hội được viết vào trong ca dao bất tử. Giống như bây giờ, một con mắt, sinh linh cường đại may mắn chạy thoát, nay lại lọt vào tay của ách thương. Chẳng quá lúc này chủ đạo tất cả không phải là ý chí của ách thương, mà là hồn của tô mình. Ách thương phân thần cầm tà nhãn, chậm rãi đặt ở chán khi con mắt đụng vào chán của ách thương phần thân thì trời đất rung động vô số tia chớp xuất hiện lấy ách thương phần thân làm trung tâm lan tỏa ra tứ phía khiến cho tia chớp hóa thành một cái lưới to trên trời ách thương phần thân ở trong lưới chậm rãi buông xuống tay phải ở chán mọc ra một con mắt một tà nhãn tỏa ra ánh sáng màn tím tỏ ra vẻ yêu dị con mắt dựng thẳng bên méo đồng tử có vô số oan hồn đang dãy ruộng gào thét toát ra một chút khiến cho ách thương phần thân của tô minh bị bất cứ ai nhìn thấy cũng sẽ không cho rằng đó là người tốt bộ dạng thế này yêu dị như vậy tạo thành trùng kích mãnh liệt cho con người trùng kích này sẽ hóa thành ý chí một loại ý chí người tuyệt đối là không dễ chọc vào sẽ cảm thấy ách thương phần thân của tô minh tràn ngập tà khí tà khí đậm đặc sắp đến tột đỉnh nếu như nó thực sự đến cực hạn vậy thì một chữ tà đương nhiên là không thể nào hình dung có lẽ sẽ có những từ ngữ mới do tô minh dùng động thống nhất mà sáng tạo ra Tà nhãn nhúc nhích ở chán ách thương phần thần, đồng tử bỗng nhiên nhìn giống như tia chớp to trên bầu trời. Ánh mắt liếc qua, tia chớp đầy trời giống như run rẩy cùng nhau vặn vẹo, chớp mắt tan biến. Dường như ở trên bầu trời ách thương phần thần đã có tài nhãn, hắn tồn tại là mặt trời mà ở dưới trời không thể bao phủ. Khi tia chớp ở trên trời tan biến thì ách thương phần thần cúi đầu, ánh mắt giao nhau với tổ mình ở dưới đất. Thân thể dần dần tan biến, trở lại dị địa tay hoàn, trở lại 10 vạn trời sao tím thuộc về ách thương phần thần. Nó mở mắt, đồng tử dựng ngược, bóng ảo vui số oan hồn dãy ruộng, rõ ràng ở chán tô mình. Nhưng tiếng giết gào có thể chấn nhiếp tinh thần vang vọng quanh tù mình, nhưng mà tiếng gào này không ảnh hưởng tới hắn được nữa. Nếu như bây giờ bên cạnh tù mình có tù sĩ si khác, thì sẽ bị tiếng gào sắc nhọn này trùng kích thần kinh, ảnh hưởng đến thể xác và tinh thần. Gào thét ngập trời, tù mình lại lần nữa ngừng đầu lên nhìn bầu trời, hắn trông thấy hình ảnh hoàn toàn khác biệt. Tù mình thấy hơn 900 bầu trời khác nhau, đó là một hình ảnh rất khó tả, tựa như là hơn 900 người cùng nhau ngửa đầu nhìn bầu trời. Hình ảnh chiếu trong mắt của họ đều là tập trung vào con mắt của một người. Có thể nói là nhìn đến hơn 900 bầu trời giống nhau rồi lại khác nhau. Đó chính là hình ảnh hiện tại Tô Minh cùng với tà nhãn trông thấy. Ở trong mắt của hắn giờ đây, hơn 900 bầu trời chồng lên nhau. Bầu trời trong mắt của hắn biến, cường đại, phóng to gấp đôi. Vẫn không tạm dừng, phóng lớn gấp đôi xong lại mở rộng. Hình ảnh giống như nước, nhanh chóng lan tràn trong mắt của Tô Minh. Mãi đến khi phóng to gấp 9 lần mới dừng lại. Hiện tại Tô Minh nhìn thấy trên bầu trời xám này có vô số hạt nhỏ xíu, những hạt này có màu xám, chính là chúng nó hợp thành bầu trời xám nơi này. Hoặc nên nói, đây không phải là bầu trời mà là một mảnh xương khói xám. Tô Minh cúi đầu nhìn mặt đất, hắn nhìn thấy đất nhìn giống như bằng phẳng, nhưng mà sự thực là tồn tại rất nhiều những khe nứt nhỏ đang không ngừng lan tràn chẳng qua là người ngoài không thể phát hiện. Đây chính là tài nhãn hiện tại của Tô Minh, khi mà nó chưa mở ra là một lần chỉ màu tím, Lúc nó mở ra sẽ biến thành tiền nhãn nhìn xuống không trời. Tô Minh hít sâu, ta nhãn ở chán của hắn khép kín lại biến thành lằn chỉ màu tím. Trong lòng của Tô Minh hiện ra tự tin và vững vàng, không phải là đến từ tu vi mà là một loại khống chế. Đã có được con mắt này rồi thì Tô Minh hoàn toàn đủ tư cách nói ra hai chữ khống chế. Khống chế chiến trường, khống chế tất cả đấu pháp, khống chế một loại sinh tử. Trong con mắt này có hơn 900 hồn. Cho nên phóng lớn gấp 10 lần. Vậy nếu như con mắt này hấp thu lại càng nhiều oan hồn hơn nữa, vậy thì mức độ phóng lớn của nó sẽ càng khủng khiếp. Tô Minh vùng tay áo, lắc người hóa thành cầu vòng biến mất tại chỗ. Vài ngày sau, trên đại lục bình bồng trời sao của đệ cửu bộ lạc, bộ lạc bọn họ ở giữa núi, các dàn nhà đá vòng quanh núi, gần ngàn, ngàn tộc nhân đệ cửu. Vào sáng sớm, trong khói bếp chuẩn bị thực vật. Vài đứa con nít chơi đùa, tiếng cười non nớt quanh quẩn trong buổi sáng, khiến cho người lớn đôi khi liếc nhìn trên mặt khó, khó được lộ nụ cười con gái ở trong tộc buông xuống vũ khí chăm sóc người già và con nít và chuẩn bị thực vật chiến sĩ ở trong tộc thì ở dưới chân núi ngay ngắn khoanh chân tĩnh tọa tu hành có tộc nhân ra ngoài sân bắn vẫn chưa trở về trong bộ lạc tràn đầy bình tĩnh sau lâu lâu trận chiến chỉ có lần danh mấy trăm mét ở dưới chân núi của bọn họ xảy ra chiến tranh trước đó thảm khốc tới đầu bây giờ nó để lại ở trên một mặt mảnh đất bình yên hứa tuệ vào buổi sáng hôm đó đã mở mắt cô tỉnh lại, mờ mịt nhìn xung quanh, hình ảnh cuối cùng ngồi trong mắt cô lại thấy bóng dáng quen thuộc. cô mới nghĩ như vậy thì thấy ngoài gian nhà có một bóng người ngồi ở trên tảng đá lớn đón ánh nắng. Hứa Tuệ chỉ có thể thấy bóng lưng của người đó, nhưng mà bóng lưng chồng lên hình ảnh cuối cùng trong ký ức. cô đã tỉnh rồi. cháo đây kiểu bộ lạc nấu rất ngon, hãy uống một chút. Thành ngầm Hứa Tuệ quen thuộc phát ra từ bóng dáng quen thuộc. cô cúi đầu nhìn thấy bên cạnh đặt chén cháo bốc hơi nóng. mặt của Hứa Tuệ lại hơi tái, ánh mắt rời khỏi chén cháo lại nhìn người của mình, còn người co cò rốt lại thấy mình đã đổi quần áo vải thô bên trong trống trơn vết thương đang lành tu vi dần dần có thể vận chuyển lúc trước hứa tuệ bị thương rất nặng gần như là trọng thương mất mạng dù là hiện tại đang hồi phục nhưng mà ở trong thời gian không thể nào sử dụng được tu vi cảm giác yếu ớt hiện ra trong lòng của hứa tuệ cô cảm thấy rất xa lạ cái loại cảm giác đó cảm giác yếu ớt như là biến thành một người bình thường khiến cho hứa tuệ im lặng hứa tuệ bưng lên chén cháo nóng nhẹ nhàng hút một ngụm nhấp môi rồi uống một hớp lớn rất nhanh đã uống xong hết. Sắc mặt của cô hồng hơn một chút nhưng vẫn trắng bệch bệnh trạng, cảm giác thì đỡ hơn rất nhiều. Hứa Tuệ chậm rãi đứng dậy, động tác đơn giản lại khiến cho cô hít thở dồn dập. Cô vị đá núi bên cạnh, đi ra khỏi nhà đá, đứng ở dưới ánh nắng trông thấy bầu trời và mặt đất ở dưới núi lại hít thở nắng sớm. Cảm ơn ngươi. Hứa Tuệ cúi đầu nhìn Tô Minh ở một bên, im lặng giây lát sau lại thấp giọng nói. Không có gì. Tô Minh ngồi trên núi đá, nhìn trên trời phương xa lại lạnh nhạt nói người thay đổi cho ta sao hứa tuệ lại bỗng nhiên hỏi phải tôi minh gật đầu hứa tuệ lại im lặng không đứng mà ngồi xuống cũng nhìn ra phía xa có gió núi thổi bay sợi tóc của cô cô vươn tay ra bắt lấy nó nhưng mà gió thổi không phải là sợi mà là hơn phân nửa tay của hứa tuệ không thể bắt lấy hơn giống như là mặt ngoài im lặng mà lòng của cô không thể nào bình tĩnh như xưa Gió người của người là không tệ cô, Tô Minh biểu tính như bình thường, Lại nhạt nói. Lời nói vào vào tay của hứa tuệ khiến cho cô liếc hắn, nhưng mà rất nhanh, trang nhã cười. cười. Cảm ơn. Tô Minh nghiêng đầu nhìn, nhìn nụ cười trang nhã trên mặt của cô. Lần đầu tiên hắn phát hiện ra dường như cô gái trước mắt khá thú vị. Nhưng nốt rồi hơi nhiều một chút. Tô Minh lại bình tĩnh nói. Cũng hết cách, đó là cha mẹ mà ta cho, ta không muốn xóa. Vất vả cho ngươi rồi. Hứa tuệ lại hơi hợt nó, nói lại thả tay mà kệ sợi tóc bị gió thổi hết trường ai làm chấp niệm nổi lên hoàng hôn buông xuống ở bên trong thần nguyên tinh hải ở bên đại lục này chạy chảy mồ côi đã nhìn thấy mặt trời lặn cũng cảm thấy hoàng hôn việc này cũng không có cách nào giải thích cho rõ ràng tại sao ở trên một đại lục trôi nổi trong vùng tinh không đen kịt này lại có ánh mặt trời và tại sao lại có ban ngày và đêm tối nhưng vầng mặt trời kia quả thực là ở nơi này Điểm kỳ dị chính là khi ngươi bước chân vào trong tinh không thì lại không nhìn thấy nó. Nhưng nếu như ngươi ở bên ngoài tu chân tinh hoặc là ở một đại lục nào đó của đệ cửu bộ lạc thì lại có thể nhìn thấy. Điểm này tôi mình đã từng hỏi qua đệ cửu mịch sát. Thứ đó chính là quang nhiệt do loạ, do hỏa lò thứ năm phát ra. Trước khi có hỏa lò thứ năm, thần nguyên tinh hải là một thế giới đen kịt. Trường tồn ở trong bóng đêm qua năm tháng vô tận. Mọi người thì đã quen thuộc với cái loại bóng tối này rồi. Từ sau khi hỏa lò thứ năm về tới, nó khiến cho thần nguyên tinh hải xuất hiện ánh sáng chỉ là ngươi nhìn thấy nhưng mà lại không có tìm thấy trừ phi là một khoảng thời gian nó lại tự động hiện ra trước mặt của mọi người mà thôi có người đồn là vị trí thực sự của hỏa long tồn hồn tại này đó là ở bên trong vòng xoáy của nội thế giới đó là câu trả lời của đệ cựu mịch sát tôi mình ngồi trên đá núi nhìn vầng thái dương do hỏa lói thứ năm biến thành dần dần hạ xuống giờ phút này nhìn lại có thể thấy vầng thái dương kia không phải là hình tròn mà là hình dạng của một ngọn lửa quả nhiên đúng là họa lò thứ năm. Ánh sáng hoàng hôn chiếu trên mặt đất, mang theo tình cảm ấm áp của ban ngày, dùng hòa với lòng gió lạnh đang thổi tới, chạm tới thân thể con người vẫn là khiến cho người ta ấm áp không nói nên lời. Tô Minh ngồi ở đây đã hai ngày, trái tim của hắn từ khi trở về từ thần nguyên phế địa khó có thể bình tĩnh trở lại. Nhìn mặt trời mọc, mặt trời lặn, đó là cách sống của bộ lạc. Có lẽ tu sĩ sẽ không thích ứng nhưng mà đối với Tô Minh mà nói, nó lại là một cảnh quen thuộc trong trí nhớ con người luôn thích đắm chìm trong dĩ vãng và tình cờ gặp lại những cảnh quen thuộc, họ sẽ trở lại nhìn cuộc sống của mình trước kia. tiếng trẻ con chơi đùa bên tai lại khiến cho tô minh nhớ tới ocean, nhớ tới những tình cảm của họ giữa những người đệ cửu tộc, nhớ tới đệ cửu phong nhìn từ phía, tô minh không chỉ là một lần tự nhủ, đây là bộ lạc mà sư tôn đã từng cư ngụ nhiều năm. trong trí nhớ của những người tơi nơi, này, nơi này, có lẽ vẫn còn tồn tại hình bóng của sư tôn. nếu như đại sư huynh Nhị sư huynh và hồi tử biết được tin tức của sư tôn Và cũng sẽ tìm tới nơi này Vậy thì thực sự là tốt tôi mình lắc đầu Mặt trời lặn màn đêm buông xuống Tứ phía dần dần yên tĩnh Tiếng trẻ con nô đùa dần dần biến thành tiếp hô hấp đều đều của người già Tộc nhân của đệ cửu bộ lạc hoặc đả tọa Hoặc là ngủ say Khiến cho thời trời đêm của ngọn núi này hoàn toàn yên lặng tôi mình vẫn ngồi trên núi đá Nhìn bầu trời đêm dài vô tận Không trăng không sao Chỉ là một màu đen vô hạn giống như là toàn bộ thế giới này không chớp mắt chỉ còn lại một mình hắn tôi mình đã quen thuộc với loại cảm giác đó hắn đã quen với kiếp sống cô độc và số mệnh yêu thương không kìm chế được mà luôn ưa thích nhìn màn đêm đen kịt trong lòng tràn ra những màn khói lửa hắn đã quen cả đời cô độc rồi nếu như mà có kiếp trước vậy thì hắn đã luân hồi cả ngàn năm tôi mình cười cười ở trong bóng tối nụ cười này người ngoài nhìn nhận ra là một nụ cười khổ sở chỉ có những người đã từng cười như vậy mới có thể nhận ra giống như là một loại nước đắng chát chỉ có những người đã từng nếm thử rồi mới biết cái sự cay đắng chát chúa trong đó người làm sao thế một giọng nói dịu dàng phá tan suy nghĩ của tô minh đang chìm ở trong bóng tối nhẹ nhàng dung nhập tiến vào vây quanh bên tay của tô minh hóa thành một thân ảnh xinh đẹp mặc áo vải đay đi ra từ trong phòng ôn hòa ngồi xuống bên cạnh hắn nhớ nhà. tô minh mở miệng nói khẽ nếu đã là như vậy thì ngày mai chúng ta sẽ đi hứa tuệ nhìn tô minh trong bóng tối chỉ có thể thấy hình dạng nhưng mà ngược lại cô lại thích nhìn chăm chú như vậy bởi vì cô biết chỉ có lúc này cô mới thấy người kia thực sự không phải là đạo không cô hiểu cô rõ ràng nhưng mà không muốn nói người có tin vào số mệnh không tôi mình lắc đầu tin đây là câu trả lời của hứa tuệ sau một lát trầm mặc trong mắt hiện lên vài hình ảnh bên trong tu sĩ người tin tưởng số mệnh là không nhiều đâu Tôi mình nhìn về phía hứa tuệ qua một tầng màn tối Ta tin Không phải vì như vậy Ta cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này Hứa tuệ nói nhỏ Đợi thương thế của người tốt hơn rồi Thì người có thể đi tới chỗ của mình kiểu lão Mà ta Còn chưa tối khi về nhà Giọng nói của tôi mình từ trong bóng tối vang lên Mang theo vẻ tang thương Người ở chỗ này Chờ thương thế của ta tốt lên Hứa tuệ lại nhìn về phía tôi mình Ngủ đi Ta đã muốn một mình tính tọa tại đây. Tô Minh không trả lời bình tĩnh nói. Bên trong giọng nói của hắn là không còn tăng thương, mà cũng chẳng còn hồi ức. Hứa tuệ không dừng lại. Cô đứng lên đi về phía căn phòng, để một mình Tô Minh ở lại với bóng tối. Người có lẽ đang nhớ nhà, nhưng người lại nhớ một người nhiều hơn. Trong căn phòng truyền ra giọng nói của hứa tuệ, giọng nói kia tan đi lại rơi vào trong tay của Tô Minh. Hắn trầm mặc, hai mắt lại nắm nghiền, đắm chìm trong màn đêm đen kịt. Yên lặng và đả tọa vẫn chuyển tu vi Trong gió lạnh, hắn dường như là về tới Đệ Cửu Phong, dường như về tới bên ngoài động phủ thuộc về hắn, cũng đang đả tọa, ngắm mặt trời mọc và mặt trời lặn. Tu sĩ không ngủ mơ, bởi vì mơ hiện ra từ trong giấc ngủ, mà ngủ say đối với tu sĩ mà nói có thể thay thế bằng đả tọa. Nhưng một đêm này, tôi mình đả tọa mà lại có một giấc mộng. Trong mộng, hắn về mặt đất của man tộc. Trong mộng, hắn thấy Đệ Cửu Phong, hắn cũng nhìn thấy Ô Sơn, thấy bộ lạc nhỏ của hắn, thấy thân ảnh trong rừng tiểu hồng cũng có những thiếu nữ mang theo vẻ đẹp giá tính mặc áo lông trồn màu trắng đứng ở dưới góc đại thụ trong gió tuyết một mình một bóng đợi trời trên mặt tuyết chờ đợi một lời hẹn một lời hẹn ước của cô với một cậu bé xa xa núi non trùng điệp ánh trăng lạnh mông lung ở trên bầu trời tuyết trắng và tùng xanh ở trên mặt đất làm bạn nữ tử đang chờ đợi kia vẫn si ngốc đứng đó mặc cho gió tuyết tùng bày mặc cho năm tháng rời đi cô phải chăng là không oán không hối chỉ lại trồng mây cách tầng tầng tinh không cách mây mây trời say trời xanh chẳng thể nào đưa tin được ngàn năm tháng trôi qua không để lại dấu vết mỗi năm tuyết tùng đều vậy hồng nha không biết là có biến mất hay không tịnh thủy phải chăng là cũng không còn dấu vết người đã hứa hoàn thành tâm nguyện cho ta mà ta đã vì người chờ đợi ngàn năm chỉ là đừng để chúng ta chờ đợi quá lâu và đừng để cho trầm mặc hóa thành ảm đạm tôi mình mở mắt bên tai vẫn còn vang vọng lời thì thào ở trong mộng hắn bỗng nhiên bình bạch mình nhớ lại có lẽ không phải là nhà cũng không phải là một người mà là ước định một ngàn năm trước đây là chấp niệm của ta sao hoặc là đây là chấp niệm mà người cố ý để cho ta nổi lên tôi mình nhìn về phía bầu trời đen kịt phía xa xa đang dần dần sáng nhìn màn đêm bị tẩy sạch giống như là nước chảy mây trôi trong nội tâm đang tự hỏi không phải là vì như vậy vì sao ta lại luôn nhớ tới ước định trước kia không phải vậy Ta tại sao lại không nhớ Bạch Linh? Không phải là như vậy. Tại sao ta lại ngồi đả tỏa, mà lại xuất hiện mộng? Hai mắt của Tô Minh từng ngại ngùng lại xuất hiện lên vẻ lạnh lùng và vô cùng, giống như là một con hung thú thời viễn cổ, thức dậy từ giấc ngủ say, hiện lộ ra huyết mạch không thể nào xâm phạm. Một luồng khí thức bá đạo đột nhiên khuếch tán ra từ trong nội thể của Tô Minh. Hắn đón luồng sáng ánh mặt trời đầu tiên, đứng dậy từ ngọn núi, thần này người trong thời khắc này được ánh mặt trời bao phủ, hướng về phía mặt trời đang vọt lên bầu trời tôi Minh ngừng thần nhìn lại trong mi tâm của hắn tử tuyến bỗng nhiên mở ra hóa thành tà nhãn quỷ ảnh lượn lờ ở trong mây mù giữ tợn đều là theo ánh mắt Tô mình hiện ra cùng lúc đó trên bầu trời ở một nơi không có ai có thể phát giác ra lại xuất hiện tô mình khác đó là phân thân phệ không của hắn trong mi tâm của phân thân phệ không cũng xuất hiện một tả nhãn nhìn về cùng một hướng ngay sau đó ở trong tây hoàn dị địa trong tinh không màu tím ách thường phân thân mang đả tọa trên cánh tay là có một con rắn nhỏ cửu trúc âm uốn lượn hai mắt của ách thương phân thân bỗng nhiên mở ra cùng với mi tâm cũng mở tà nhãn giống như bản tôn tà nhãn mở ra ách thương phân thân quay đầu nhìn về hướng tô mình, cũng ngừng thần nhìn lại đây là lúc tam đại phân thân của tô minh đồng thời triển khai ra tà nhãn lực đồng thời bộc phát ra toàn bộ tu vi nhìn về hư vô vô tật ánh mắt của bọn họ xuyên thấu hư vô giống như là xuyên thẳng qua năm tháng lướt qua phạm vi trấn thủ của tứ đại chân giới lướt qua cửa vào của khu vực vực sâu phế địa nhìn thẳng về phía đạo thần chân giới. Đây là địa phương thuộc về tiên tộc ở trong đạo thần chân giới, giờ phút này đã bạo phát ra một trận chiến, đó là một trận chiến giữa đạo thần tông và tiên tộc, đó là vô số tu sĩ đang bùng phát sinh mệnh và thần thông vô tận của mình trong tinh không. Hắn nhìn thấy ở phía sau chiến trường vô biên vô hạn này là một trận pháp do một số lớn những mảnh địa lục tạo thành. Ở vị trí chính giữa có một thân thể hắn thấy bên cạnh nhục thân kia có một thân ảnh hoàn toàn bao phủ ở trong áo đen người này nâng cánh tay phải hơi khổ héo đang đặt lên trên thiên linh của nhục thân kia cạnh đó là còn có một người người này cũng mặc áo đen nhưng mà từ thân hình thì có thể thấy đó là một nữ tử cô đang thì thào nói nhỏ tiếng nói lại quanh quẩn tứ phía chỉ là đừng để chúng ta chờ đợi quá lâu đừng để trầm mặc hóa thành ảm đạm giọng nói của nữ tử dịu dàng mang theo hồi ức mang theo yêu thương trong nháy mắt khi cô nói hết những lời này đột nhiên thân ảnh cao lớn mặc áo đen kia đang đặt tay lên trên thiên linh của nhục thân ngẩng phát đầu nhìn về phía hư vô âm một tiếng một luồng lực lượng trùng kích chấn động tới luồng trùng kích này mang theo gió không thể nào thổi bay thân thể của người áo đen kia nhưng mà lại xốc áo bào của hắn lộ ra khuôn mặt trong mắt của tụi mình đó là khuôn mặt của bạch linh biểu hiện trên khuôn mặt kia hoàn toàn bất đồng với giọng nói yêu thương trước đó chỉ còn có vẻ lạnh lùng không một chút cảm xúc hết chương tiếng thở dài muộn trăm ngàn năm hai mắt của ách thương phân thân nhắm nghiền hai mắt của phệ không phân thân cũng nhắm nghiền tất cả phân thân của tô minh đều nhắm nghiền mắt hồn của hắn như có mắt và một khác khi nhìn thấy biểu hiện lạnh lùng của bạch linh cũng nhắm mắt lại đó là bạch linh không phải bạch tố tô minh nhìn không nhầm cũng giống như là tu sĩ vốn không ở trong mộng nhưng tô minh lại có một giấc mộng thời điểm tỉnh mộng hỏi đó là chấp niệm của ai hoặc cô là chấp niệm của hắn hoặc vốn hắn là chấp niệm của nàng. Tất cả không bừng tỉnh theo tỉnh mộng, bên trong hư vô đã tàn vỡ, năm tháng vẫn trôi qua như nước. Trong biển rộng ký ức đó, một chiếc thuyền lá vẫn là lênh đênh như trước, theo thời gian dần dần chạy vào thiên hải. Cô là ai? Câu hỏi này cũng không hiện lên quá lâu trong nội tâm của Tô Minh thì đã có đáp án. Năm đó trên đại địa của đất man tộc, cường giả kiếp nguyệt cảnh mang cho Tô Minh một hình ảnh. Hắn đã nhìn thấy một nữ tử. Cô là Bạch Linh, vừa là Bạch Tố, vừa là thánh nữ phượng môn của đạo thần chân giới vừa là sư tỷ của hứa tuệ hóa ra đáp án lại là như vậy có thể ta đã không phải ta năm đó ngàn năm đã trôi qua ta đã hiểu rõ rất nhiều t Minh mình lắc đầu hắn bình tĩnh phát hiện ra mình không ngờ lại không đau lòng không hề có cảm giác trái tim như dao cát ngày xưa tự nhiên đáp án này hắn đã chuẩn bị sớm ở trong lòng dù rằng bây giờ thấy được sự thực nhưng hắn đã quen với cô độc kinh nghiệm càng nhiều thế gian này cũng không còn chuyện gì có thể khiến cho hắn cảm giác đau lòng như trước Mặc dù nữ tử có vẻ đẹp giá tính trước kia tại Ô Sơn đã gieo trồng trong mình một luồng ý niệm, xâm nhập ngàn năm, lúc gặp lại Bạch Tố tại Đệ Cửu Phong thì ý niệm này lại càng sâu sắc. Dường như có cách một khoảng thời gian, trong gói U Minh lại có một luồng lực lượng dẫn dắt tù Minh nhớ lại ước định trong gió tuyết ngày đó. Bạch Linh từ hồi nhỏ, Bạch Tố lúc thanh niên, cùng với thánh nữ Phượng Môn tang thương bây giờ, chấp niệm thật sâu, từng bước một, liên tiếp và luân hồi, đàn tết thành tâm lưới ngàn năm không biết trên người của tô minh ta cuối cùng là có chuyện gì mà lại để cho đế thiên và thánh nữ phượng môn bất chấp như vậy tô minh lại cười cười nếu như không phải là có tài nhán thì tô minh có lẽ còn đang còn đang lừa gạt bản thân và tiếp tục suy tư muốn tìm rõ thực hư ngàn năm hắn muốn lưu lại trong nội tâm mình một tình cảm tốt đẹp không muốn bóc trần nó thành sự thật tàn khốc hắn không muốn như vậy chỉ rằng khi tỉnh mộng cũng đã như đi ra từ bên trong hồng trần bên trong hồng trần con người sẽ không quên ký ức và hoài niệm tương tư nhung nhớ nhưng mà lại không gặp gỡ sau khi đi ra thì lại không nhớ nhung không tưởng niệm không còn tương tư không hiểu nhau chỉ có quên đi rồi thì lại lặp lại những thứ xa lạ đã như vậy thì coi như là nhạt đến thăng trầm mỉm cười đối mặt với kết cục ra đi mỉm cười mà tịnh lại ít đi vài phần chấp nhận chấp nhận lại có thêm vài phần thoải mái ước định cuối cùng cho tới một ngày sẽ thực hiện nhưng thực hiện ước định này cũng chỉ là khiến cho nhân sinh viên mãn chứ không phải là bởi vì một người nào đó tôi mình đứng ở trên đá núi đón ánh mặt trời mái tóc dài tung bay ở trong gió chỉ là làn gió này thổi tung sợi tóc của hắn thổi bay góc áo chứ không phải là động tới tâm tư của hắn được dường như sợi tóc tung bay kỳ lái ký ức của tôi mình dần dần bị thổi tan trong gió mà thứ thổi không tan được đó chính là hạt bụi bị đóng băng trên bầu trời vì vậy lòng của hắn bắt đầu trở nên lạnh như băng bao phủ bản thân bởi tầng tầng lớp lớp băng không mong đợi sẽ có cái gì tốt đẹp, sắc mặt cũng lạnh như băng theo trái tim của mình, chỉ có nơi đáy lòng mà người ngoài không thể nào nhìn thấy, dưới ánh mặt trời tiến vào đó là tan chảy, từng giọt từng giọt, nhuộm đỏ khắp cả núi rừng. Một loại tình cảm đã bị cắt đứt, là một mối tình đầu mơ hồ, giống như là nụ hoa chưa nở, đến ngàn năm sau vẫn chỉ còn cách tàn lụi. Tôi mình nở nụ cười, nụ cười này không ra vẻ khổ sở, chỉ là nhàn nhạt, nhạt, mang theo sự già nua, mang theo một tiếng thở dài. Hắn bỗng nhiên hiểu ra, năm đó mình nghe thấy tiếng thở dài trong gió tuyết kia, tuyết kia, hóa ra lại chính là của mình. Trên thực tế, đó chính là tiếng thở dài của hắn bây giờ. Hóa ra, ngay cả một tiếng thở dài cũng đến muộn trăm ngàn năm. Tôi mình cười cười, dần dần trở thành những tiếng cười ha hả. Tiếng cười của hắn vang vọng trong thiên địa, khiến cho buổi bình minh ở đây tràn đầy tiếng cười của hắn. Tiếng cười kia khiến cho người của đệ cửu tộc sững sờ, lại đồng loạt nhìn lại, cũng khiến cho hứa tuệ ở trong phòng phải nhìn ra, Lão ngũ Người có rượu không Tiếng nói của Tô Minh truyền ra từ sau tiếng cười Rơi vào tay của đệ tiểu mịch sát Hắn vốn đang sững sờ Bởi vì tiếng gọi lão ngũ này là lần đầu tiên hắn nghe thấy Tô Minh gọi hắn Điều này đại biểu cho cái gì Làm sao mà hắn không thể nào hiểu được Thân thể của đệ kiều mịch sát run rẩy, thần sắc lộ ra vẻ kích động. Hắn chờ đợi ngày này đã từ rất lâu. Ờ, và có. Hắn hô lên, thân thể thoáng một cái liền vào trong gốc núi. Lúc xuất hiện lần nữa đã hóa thành cầu vòng trong nháy mắt đi tới bên cạnh tô mình, tay phải vùng lên lập tức mấy vỏ rượu lớn xuất hiện trước người của tô mình. tô mình trực tiếp cầm lấy một vỏ bóc lớp bùn bịt miệng không cần phải chén đĩa đặt lên miệng uống một hớp rượu rượu này là do bộ lạc ở trong thần nguyên tinh hải sản xuất rất khác với rượu của tu sĩ mức độ cay nóng của nó giống như là tạo thành một luồng khí nóng ẩm ẩm bộc phát ở trong thân thể bay thẳng vào óc nhưng mà nó lại không khiến cho người ta hôn mê mà tinh thần lại bị chấn động và trùng kích Đệ cử mịch sát cũng cầm một vỏ rượu Uống cùng tô mình Cả đời Nếu như chỉ như lúc mới quen Tô mình lại nâng hũ Cả người dựa trên đá núi Tóc dài rối tung Thần sắc lộ ra vẻ buông thả Cười nói xong lại uống một hớp lớn ừ, Tứ sư huynh Câu này là có ý gì Đệ cử mịch sát lại khẽ giật mình Cẩn thận suy nghĩ, lại càng suy tư lại càng cảm thấy trong câu nói này ẩn chứa vẻ tang thương và rất nặng nề, khiến cho người ta cảm thấy áp lực. Người không hiểu đâu trả lời xong hắn không phải là tô minh nữa mà là hứa tuệ sắc mặt tái nhợt mang theo vẻ suy yếu từ trong phòng đi ra cô nhẹ nhàng bước anh mặt trời ở trên trên trời rơi lên gương mặt của cô chiết xạ ra vẻ đẹp như cầu vồng bên trong nét tươi đẹp mang theo vẻ thánh khiết mang theo năm tháng lại càng mang ra vẻ dịu dàng cả đời nếu như chỉ là như lúc mới quen câu nói này ta đã nghe rất nhiều người nói nhưng mỗi người nói câu này đều sẽ không khiến cho ta khắc sâu như vừa rồi hứa tuệ lại nhìn tô mình, cô thấy tô mình uống rượu trong ánh mặt trời rượu chảy ra từ khóe miệng không rõ là hắn uống rượu hay là uống cách đắng cay trong đó người đã trải qua tang thương trải qua biến cố ở trong lòng trải qua hết thảy những thứ mà người không muốn nhưng con đường về sau của người sẽ có thêm cảm thán cho những năm tháng đó nếu như tất cả mọi người ở trong mọi chuyện đời đều có thể trở về như lúc bắt đầu vậy thì hẳn là tốt bởi vì sự tốt đẹp tại thời điểm ban đầu sau khi bị năm tháng rửa trôi Rốt cuộc thì Nó cũng sẽ trở thành những hồi ức không thể nào tìm lại được Cả đời Chỉ như lúc mới quen Hứa tuệ thì thào lắc đầu Trong bộ lạc Là còn có rất nhiều chuyện cần với người làm đó Ngươi đi đi Ta sẽ giúp người Tứ sư huynh Hứa tuệ đi tới bên cạnh tô mình Lại ngồi xuống Lấy ở trong tay vỏ rượu không Ở trong tay của tô mình Lại bóc một vỏ khác rồi để vào trong tay của hắn Đệ cử mịch sát trầm mặc Cùng quyền cúi đầu với tô minh xong liền yên lặng xoay người rời đi thân thể của hắn xoay người mang theo hồi ức trong đầu hiện ra câu nói này của tô minh người muốn uống rượu vậy thì để ta uống với người hứa tuệ cũng cầm một vò rượu hai mắt khiến cho người ta có thể tĩnh tâm đòn ánh mắt mà tô minh vừa quay đầu nhìn lại ta đã uống một vò rồi tô minh lại nhìn hứa tuệ ánh mắt mang theo vẻ không bị trói buộc hứa tuệ nở nụ cười vẻ tươi cười của cô rất đẹp mang theo nét cao quý lại nhìn tô minh bàn tay trắng như ngọc nâng vò rượu uống một hớp xong liền buông nhanh xuống nhíu đôi mày thanh tú hiện nhiên thư rượu này quá cay độc vượt qua dự liệu Xong mà tái nhờ của cô lúc này là hơi phớt hồn sau khi nửa ngày mới khôi phục lại được nhưng mà cầm vò rượu lên lần nữa lúc này là một ngụm uống hết sau khi uống xong cô để vào sang một bên lại nhìn tô mình trong ánh mắt hắn lúc này tràn ngập cảm xúc Tòa đã đuổi theo rồi Tô mình nhìn hứa tuệ một lát Cầm vỏ rượu đặt lên miệng Hứa tuệ lại thở ra một hơi Cũng cầm một vỏ dày lên cũng vào với tô minh rồi bưng lên miệng uống một hớp lớn cô uống rất nhanh không bao lâu đã uống hết thần sắc mang theo vẻ đắc ý lại nhìn tô minh nhưng biểu tình lập tức cứng ngắc ánh mắt lộ ra vẻ giận dữ và không ổn tô minh buông vò uống non nửa hôm nay lại như vậy thôi hôm nào lại uống nữa tô minh lạnh nhạt nói không được ta đã uống hai vò hứa tuệ tức giận đứng dậy ta không bảo ngươi uống tô minh lại nhìn hứa tuệ bình tĩnh nói người không uống có đúng không hứa tuệ lấy chừng mắt nhìn tô minh lại gật đầu khẽ cầm lấy một vò lại ừng ực ừng ực uống trước mặt của tô minh ta không uống rượu với người nhiều nốt rồi tô minh trợn mắt quay đầu đặt lại vò rượu xuống rượu này rất cay lại thêm hứa tuệ không hiểu tại sao lại khiến cho lòng của hắn lại càng bình tĩnh ngược lại cũng không có cảm giác say tô minh hai mắt hứa tuệ lộ ra ngựa giận ngập trời một tay mang theo vò rượu không nện mạnh xuống đất vò rượu xoảng một cái liền vỡ nát giờ phút này tu vị của cô không thể nào vận chuyển với tư cách là một nữ tử uống xong ba vỏ rượu của bộ lạc thần nguyên tinh hải trên thực tế cô đã say người vừa nói gì Tô Minh lại nhìn về phía hứa tuệ <laughs> mặc dù hôn mê nhưng lỗ tai của ta vẫn có thể nghe người là tô minh cũng được đạo không cũng được hứa tuệ ta không quan tâm ta quan tâm chỉ là người tự mình đói uống rượu nhưng ngay cả một nữ tử như ta mà cũng không uống hơn được uống sau mặt của hứa tuệ lộ ra vẻ xem thường cầm một vò rượu trực tiếp đưa tới trước mặt của tôi mình người uống quá nhiều rồi đó tôi mình say say mi tâm vậy người có uống không hứa tuệ trợn trừng mắt thân thể lung lay sắp đổ ánh mắt đã hơi mê ly nhưng vẫn ngẩng đầu không ngã hôm nào khác lại uống tôi mình thở dài ta đã uống ba vò rồi hứa tuệ nói to hết chưa biến hóa ở đạo thần đây là một nữ tử có tính cách mà Tô Minh chưa bao giờ gặp. Ngày thường rất yếu nhã, mang thêm một tia lạnh lùng, giống như là cho mình cao quý lắm. Không biết là mình thay quần áo thì thần sắc chỉ biến hóa một chút nhưng khôi phục rất nhanh và hoàn toàn. Vậy không quan tâm đó, ngay cả Tô Minh cũng phải ngẫm lại cẩn thận mới thấy được thực giả. Chuyện này cũng chưa nói là gì, bây giờ vẫn còn uống rượu, biến hóa to lớn lại khiến cho Tô Minh ngẩn người. Giọng nói của hứa tuệ rất lớn, quanh quẩn tứ phía ở trong sáng sớm, bị đa số người của đệ cửu tộc nghe thấy xong. Từng người ngẩng đầu nhìn lên. Đệ cửu mịch sát hít sâu một hơi, cảm thấy rất may mắn là vừa rồi mình đã đi nhanh. Hắn không ngờ cô gái này uống rượu xong lại ghê gớm như vậy. Hứa đạo hiếu, như vậy mới tốt chứ. Một tiếng nói cất lên từ trong đệ cựu tộc, đó là giọng nói của một nữ tử, truyền ra trong buổi sáng sớm. Tiếng nói này dường như mang theo tiếng hoàn hồ, khi truyền lại lập tức có những tiếng vọng lại. Có thể uống ba vò rượu của bộ lạc chúng ta, hứa đạo hiếu có thể nói là hào kiệt trong giới nữ. Ân công, đạo lực của người đã uống hết ba hú, tại sao người lại không uống? Phải rồi, phải uống chứ, ba vò. Nếu như không uống ba vò là không xong đâu, nữ tử người ta đã uống hết cả rồi, ân công, ngươi là phải uống chín vò đó. Phải rồi ân công, chúng ta không thể nào để cho đám nữ tử coi thường, uống chín vò cho cô ta thấy. Ân công, uống đi. Những tập nhân của đệ cửu đậu tộc này đa số là không. Đa số không đều từ đệ cửu mịch sát mà biết hứa tuệ là tu sĩ tới từ ngoài tinh hải. Việc này tô minh không giấu giếm, cũng không cần phải lừa dối. Đệ cửu tộc cảm ơn tô minh, sự tôn kính mấy ngày nay là có thể thấy được hứa tuệ có liên quan đến rất nhiều sự đối xử rất ân cần lại là từ một số ngôn từ của đệ cựu mịch sát bọn họ không ngờ biết được hứa tuệ và ân công của hắn là một đôi đạo lữ không phải là như vậy thì tại sao lúc nào cũng ở bên nhau tô minh lại cười khổ thần sắc của hứa tuệ lộ ra vẻ đắc ý một tay lấy vào rượu trong ngực của tô minh về xong quay người ôm quyền với người với người của đệ cựu tộc ở dưới núi vốn dáng vẻ đã rất rất xinh đẹp sau khi uống say động tác ôm quyền này là còn mang theo vẻ oai hùng lộ ra khí chất bình thường không thể thấy trên người của cô Đà ta chư vị bằng hữu của đế thiên Hôm nay ta uống quá nhiều Nhưng ta vẫn có thể uống Vậy nhưng ta không vui là bởi vì một nữ từ mà uống hết ba vò Ân công của các ngươi lại không thể nào uống nổi nửa vò Hứa tuệ lệ lớn tiếng cười nói Một vò dưới Tô Minh vừa muốn mở miệng giải thích Thì lập tức tiếng hoàn hồ của đệ cửu bộ lạc đã át lời của hắn Tô Minh lắc đầu Nhìn hứa tuệ tư thế hào hùng Nhìn giá vẻ đắc ý của cô Hắn dần dần nở nụ cười Sự yêu thương trong nội tâm vừa rồi biến mất không hay biết Vết thương bởi vì tài nhán nhìn thấy Bạch Linh giờ cũng lại chậm rãi khép lại. Cả đời, nếu như chỉ như lúc mới quen. Tôn Minh lại mỉm cười đứng dậy, đứng trên đá núi, nhìn đám người đệ cử bộ lạc đang hoan hô và vui vẻ, cầm vỏ rượu, đặt lên miệng uống từng ngụm lớn. Những tiếng ưng ực, ưng ực vang vọng. Không bao nhiêu lâu sau, cả vỏ rượu đã bị hắn uống cạn khô. Tôn Minh dùng ống tay áo lau khóe miệng, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Tiếng hét của hắn khắp nơi truyền đến tám phương, Tại thời điểm này, thân ảnh đứng ở trong ánh bình minh trên ngọn đá núi này giống như là một con cự lòng bế nghế ở thiên lệ, thiên địa, đang ngửa mặt lên trời giống to. Thân ảnh của hắn cũng bị hứa tuệ thu vào mắt, cô nửa nụ cười trong men say, cũng là cười vui với hắn, với các tộc nhân của đệ cửu bộ lạc. Lại uống một vò nữa. Tô Minh mở miệng nói to. Lập tức con người đệ cửu bộ lạc nhanh chóng mang rượu tới, đặt bốn phía quanh Tô Minh. Hắn cầm một vò lên, bóc lớp giấy dán rồi đưa lên miệng. Rượu cay đắng, giống như là hóa thành ngọn lửa cháy bừng bừng trong bụng như là có một ít chảy xuống theo khóe miệng của tô mình nhuộm mái tóc của hắn khiến trên người của hắn có thêm một luồng bá khí lại tới tô mình buông vào rượu lại cầm một vò khác vò thứ tư thứ năm thứ sáu cho tới khi tô mình uống xong chín vò thân thể của hắn lay động ngửa mặt lên trời cười to lại ngã phịch xuống đất hắn đã say rồi cũng say như hắn còn có hứa tuệ đang khép hai mắt Tô mình có thể yên tâm say bởi vì cánh tay của hắn có đồ đẳng xích hỏa hầu bởi vì dù phân thân tu vi của hắn say thì vẫn còn có phải không phân thân xung hợp trong cơ thể còn có ách thương phân thân chấn thủ tất cả có tà nhãn nhìn chăm chú tứ phía vậy cho nên hắn có thể say một trận hắn cũng cần phải say một trận nếu như có nguy cơ gì đó thì phân thân của hắn có thể kéo dài đủ thời gian đệ kiều mịch sát nhìn tô minh và hứa tuệ ngã xuống lại cười lắc đầu tự mình ôm thân thể của tô minh lại để một nữ từ trong tộc ôm hứa tuệ đưa hai người bọn họ đi vào bên trong Thời gian chậm rãi trôi, Tô Minh và hứa tuệ ngủ say ở trong căn phòng trên ngọn núi của đệ cửu bộ Lạc. Tô Minh cảm thấy mình lại nằm mơ. Ở trong mộng, hắn dường như thấy được nhục thể của mình, thấy được bạch linh bị lộ ra khỏi áo bào. Hắn cũng nhìn thấy trận chiến ở giữa tiểu Tuyền Thuần và đạo thần tông ở đạo thần chân giới. Trong trận chiến đó, hắn nghe thấy những tiếng gào rú thê lương, còn có cả những tiếng nổ vang của thần thông, chỉ là những thứ này dường như cách hắn rất xa. Thời gian trôi qua, những hình ảnh này xa hơn một chút, chỉ còn lấy thân ảnh của một nữ tử dường như đang ở trong ngực hắn, rất ấm áp và mịn màng, khiến cho hắn không biết là mình đang ôm lấy nữ tử này. Nhưng mà chuyện sau đó thì tôi mình quên mất. Tới khi ánh mặt trời ngày thứ hai rơi vào căn phòng, tôi mình mới mở mắt. Hắn vốn dững sờ, sau đó nghiêng đầu nhìn lại, trên giường chỉ có một mình hắn, chẳng qua lại thấy được bên mình còn có một sợi tóc rất dài, đó không phải là tóc của hắn mà là của Hứa Tuệ. Tôi mình dày dày mi tâm, vận hành tu vi trong nháy mắt liền tỉnh táo hắn thấy được ở chỗ tảng đá núi hắn ngồi phía trước hứa tuệ đang đưa lưng về phía hắn đang ngồi nhìn về phía xa không nhìn thấy mặt của hứa tuệ chỉ có thể thấy mái tóc của cô bị gió thổi bay sợi tóc phất phơ uốn lượn tạo thành hình cung rất đẹp giống như là làm nổi bật trong đường cong bóng lưng của hứa tuệ đang ngồi để tất cả những hình ảnh trong mặt trời đó rất đẹp tôi mình lại đứng dậy đi ra khỏi phòng mấy ngày bình an như vậy không có nhiều ở trong đời không có hùng hiểm không có chém, chém giết không có tử vong cũng không có những tiếng kêu thảm thiết thê lương bên tai tất cả đều là loạt sinh hoạt mà tô minh muốn nhất sâu trong nội tâm của hắn thậm chí nổi lên ý nghĩ tình nguyện muốn ở mãi tại đây chỉ là ý nguyện này không cách nào dừng lại được bị gió núi thổi tới mà kệ là nguyện ý hay là không thì vẫn không thể nào dừng lại chút nào không thể nào tự mình quyết định còn có rất nhiều chuyện vẫn chưa hoàn thành còn có rất nhiều tiếc nuối vẫn chưa được đền bù còn có rất nhiều người rất nhiều chuyện khiến trong lòng của tô minh lo lắng không thể nào ở nơi bình an này mãi được có thể cho ta nhìn bản thân của người chân chính một lần được không hứa tuệ không quay đầu lại đưa lưng về phía tô mình lại nói tô mình trầm mặc một lát hai mắt khép kín lúc mở ra vẻ mặt của hắn bỗng nhiên thay đổi phần, thần tù vì phần thân tu vi bị phân thân phệ không thay thế hóa thành dáng vẻ hoàn toàn bất đồng với đạo không đó là dáng vẻ của tô mình hứa tuệ giống như là phát hiện lại từ từ quay lại kinh ngạc nhìn mặt của tô mình, thời gian dần dần qua, Khói miệng của cô lộ ra nụ cười, nụ cười này trong gió mát lại càng tươi đẹp. <laughs> Ta biết rõ người, người là tô mình, vừa là mặc tô. Ngã năm trước người là người bị thế lực chấn thủ của tứ đại chân giới truy nã, lần sau xuất hiện lần nữa, người đại não phạm vi chấn thủ của âm thánh chân giới, dẫn động một vị lão tổ trưởng duyên sinh diệt tự mình đuổi giết. Nhưng cuối cùng hắn đã cũng không cách nào giết chết được người, ngược lại là còn hủy bỏ truy nã đối với người chấp nhận sự hiện hữu của người. thành danh của Tô Minh người trong thần nguyên phế địa này quả như là hiển hách, là một người được chú ý nhất trong ngàn năm qua. Vừa đạo không, người duy nhất thu phục được tâm tư của mọi người cao hơn cả Diệp Vọng. Nhưng không ngờ, hứa tuệ lắc đầu, <laughs> không ngờ ngươi lại ở trên hắc mặc tinh. Cũng chỉ có thể là thế lực như vậy mới có thể hóa mục nát thành thần kỳ, nghịch chuyển càn khôn và đoạt xá đạo không. Từ suy đoán, Người điều khiển sau hắc mặc đấu giáo hội kia Quả nhiên là ngươi Ngươi là chủ nhân của hắc mặc tinh Không chết tất cả ở trên hắc mặc tinh Cũng là điều khiển hội đấu giá Đưa ra tinh thần thánh bảo Để dẫn dụ đạo không vào trong tròng Ta quả nhiên là rất ngạc nhiên Tại sao ngươi lại đoạt xóa xong Chẳng những là minh ân kiểu lão lại không thể nào phát giác ra ngươi Những tử sĩ mà đạo không dùng hồn khống chế kia Đều không thay đổi chút nào Thậm chí ta và đạo không đã bị đạo Thần lão tổ dùng hồn dẫn Là cũng không biến hóa nếu không phải là người có quá nhiều bất đồng với đạo không, nếu như không phải lúc nãy, ta với người ở cùng một nơi, ta chỉ có thể hoài nghi nhưng mà cũng không có nửa điểm chứng cứ cho thấy người không phải là đạo không. Hứa tuệ lại nhìn tố mình, lại nói. Hơn nữa, ta còn biết trên người của đạo không có ấn ký của đạo thần tông để phòng ngừa tộc nhân của mình bị người khác đoạt xá. Ân ký này có thể gây chú ý với cường giả của đạo thần tông, dùng nó để đảm bảo không có tộc nhân nào của bọn họ bị đoạt xá. Nhưng làm sao mà người tránh được? Thậm chí là ấn ký này rõ ràng vẫn là còn trên người của ngươi. Tại sao lại có thể như vậy? Về mặt của hứa tuệ lộ ra vẻ không thể nào tưởng tượng Đó là một chuyện mà trong nội tâm của cô không ngừng suy nghĩ Mà không thể nào ra nguyên nhân Người sẽ không muốn biết rõ đâu Tôi mình ngồi trên đá núi Lạnh nhạt nói Ngươi sợ sau khi ta biết Sẽ vạch trần thân phận của ngươi Hứa tuệ bất nguyên nói Không sao hết Tôi mình mỉm cười Hứa tuệ trầm mặc cô biết rõ đối phương đích thực là không sao hết, bởi vì dù là linh hồn hay huyết mạch trên người đối phương đều là biểu lộ đầy đủ, hắn là đạo không chứ không còn nghi ngờ gì. chính mình dù là có nói gì cuối cùng cũng chẳng phát huy được tác dụng, mà đối với cô mà nói nói ra thì lại không có lợi. tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì? tôi mình trầm mặc một lát, lát sau mới bình tĩnh nói người sẽ không muốn biết rõ đâu. hứa tuệ chừng mắt nhìn tôi mình lại quay đầu đi. tôi mình nhướng mày bỗng nhìn thần sắc biến đổi cúi đầu mãnh liệt áo vải thô trên người của hắn biến hóa ngay lập tức khôi phục dáng vẻ của tinh thần thánh bảo một luồng chấn động mênh mông bỗng nhiên là xuất hiện từ tinh thần thánh bảo bay ra khắp nơi hứa tuệ quanh người rất nhanh thần sắc cũng mang theo vẻ kinh ngạc và nghiêm trọng đây là truyền âm cách rối của tộc nhân dòng chính đạo thần tông lập tức trên người của tô minh âm một tiếng bộc phát ra ánh sáng ngập trời luồng sáng này khuếch tán ra từ tinh thần thánh bảo chặt ngập tứ phía tám hướng một giọng nói tăng thương truyền ra từ tinh thần thánh bảo của tô minh đạo không tiên tộc phản loạn Quyết liệt cùng với đạo thần tông chúng ta, ngươi phải nhanh chóng trở về thần nguyên phế địa. Hết trường. hết tập 161. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Bây giờ thì tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của tổ mình.